quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử năm 2021. Tư lệnh quân khu kiểm tra làm việc với hải đội dân quân thường trực tại các đơn vị. Lắng động cảm xúc trước ngày xuất ngũ. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 chung tay cùng địa phương xóa nghèo vùng biên. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 46 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 5. Năm 2021, công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhận thức về cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Các mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử năm 2021 cơ bản hoàn thành, đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hội nghị cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng, vận hành có hiệu quả cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, hệ thống thông tin điện tử một cửa và thực hiện công bố các thủ tục hành chính theo quy định, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Bộ Quốc phòng. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, vừa có buổi kiểm tra công tác huấn luyện, nơi sinh hoạt làm việc của Hải đội Dân quân Thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Qua kiểm tra và nghe báo cáo đề xuất của các cơ quan đơn vị, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát, sớm ổn định tổ chức biên chế, phối hợp chặt chẽ với quân chủng hải quân và các cơ quan quân khu làm tốt công tác bảo đảm, có kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, nơi neo đậu tàu thuyền, khu kỹ thuật và công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện theo quy định, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần và thường xuyên giáo dục chính trị, động viên để cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, bám sát thực tiễn, nắm vững chuyên môn, quản lý khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Tư lệnh Quân khu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, công tác 1389 và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, các cơ quan tư pháp, thanh tra, Ủy ban kiểm tra pháp chế quân khu đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của trên, xây dựng và triển khai chặt chẽ công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành, tính tự giác thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng lối sống lành mạnh cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu từng cơ quan đơn vị bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội, nắm tình hình vi phạm, tội phạm, tổ chức xác minh, điều tra truy tố xét xử, thi hành án các vụ án chặt chẽ, đúng pháp luật,
thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, nắm và báo cáo nhanh chóng, chính xác các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật tại đơn vị. Cơ quan chủ nhiệm hóa học vừa phối hợp với Ban chủ nhiệm thông tin quân khu tổ chức lớp tập huấn cán bộ ngành hóa học năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 22 điểm cầu. Trong thời gian tập huấn, 42 cán bộ là trợ lý hóa học của 11 bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, các sư đoàn, lữ đoàn, trường quân sự quân khu, trung tâm xử lý bom mìn và môi trường sẽ được nghiên cứu về Nghị định 81 của Chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn báo cáo biên chế quân số hóa học chuyên môn, kiêm nhiệm và trang bị hóa học của các đơn vị, thống nhất nội dung, phương pháp, xây dựng kế hoạch trong phối hợp ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân phù hợp trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm phục vụ trong quân đội, các quân nhân được xuất ngũ trở về địa phương. Bên cạnh niềm vui sắp được trở về với gia đình, người thân, thì các chiến sĩ cũng xúc động ngậm ngùi khi chuẩn bị chia tay đồng đội, đơn vị. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày xuất ngũ. Khoảng thời gian này trở nên thật đặc biệt với Thượng sĩ Nguyễn Văn Hải. 2 năm được học tập rèn luyện trong môi trường quân đội đã giúp anh thêm chững chạc trưởng thành. Đặc biệt trong thời gian tại ngũ, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy đơn vị và quyết tâm nỗ lực của bản thân, anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sắp phải chia tay đơn vị, anh dành nhiều thời gian để tâm sự, dặn dò đồng đội còn đang tại ngũ. Đối với tôi, 2 năm phục vụ tại ngũ ở trung đoàn 1 binh 11 là kinh nghiệm rất là quý giá, và ở đây tôi học được rất là nhiều thứ, như là về bản thân bản lĩnh của mình, về tính cách và biết yêu thương đồng đội, giúp đỡ người khác. Những gì tôi học được trong quân ngũ là hành trang quý báu của tôi sau này. Thật khó là có thể quên được những kỷ niệm trong thời gian 2 năm quân ngũ. Trong 2 năm thì em được diễn tập vòng tổng hợp của thành phố và đi ăn vặn. Trong những lúc đó thì đồng chí đồng đội sát cánh bên cạnh và có cán bộ chỉ dạy chúng em cố gắng hoàn thành qua mọi nhiệm vụ. Đó là những kỷ niệm về tình đồng chí đồng đội mà khó thể nào quên được. Trong những ngày tới, hơn 8.000 quân nhân tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thời gian này, cùng với việc bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho các chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ, các đơn vị còn tích cực chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý tăng cường bám nắm tư tưởng, kiên quyết không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, đồng thời tích cực lắng nghe, tư vấn nghề nghiệp để quân nhân xuất ngũ sử dụng hiệu quả thẻ học nghề và có sự lựa chọn phù hợp với mình khi trở về địa phương. Sĩ quan chiến sĩ xuất ngũ đợt này đã được trải qua một thời gian huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch và tham gia tốt các hoạt động từ xây dựng nhiệm vụ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thì cơ bản các đồng chí đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, trong đó là có nhiều đồng chí là được tập thể ghi nhận và khen thưởng. Do sắp tới thì trung đoàn xác định là tập trung thực hiện các thủ tục chuyển đoàn, chuyển đảng và giải quyết tốt chế độ chính sách cho anh em. Mỗi buổi huấn luyện, mỗi giờ tăng gia, mỗi câu chuyện khi ngồi lại cùng nhau đều là những kỷ niệm, bài học đáng nhớ. Đó sẽ là hành trang quý giá để các anh thêm tự tin, vững bước trên con đường tương lai sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, đội tiêu binh danh dự có nhiệm vụ thực hiện nghi lễ đón tiếp các đoàn khách cấp cao trong và ngoài nước đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu, góp phần làm nên sự sang trọng và chính quy của những buổi lễ. Tuy nhiên, để trở thành một thành viên trong đội tiêu binh danh dự, các chiến sĩ phải trải qua một quá trình huấn luyện đầy thử thách, khó khăn và vất vả. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quá trình huấn luyện của những người lính tiêu binh tại Tiểu đoàn Vệ binh 8, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Đội hình đồng đều, quân phục chỉnh tề, động tác dứt khoát, những hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong các buổi tập của đội tiêu binh danh dự. Để có được kết quả đó, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, khắc nghiệt. Nhưng đây cũng là điều kiện để họ được tham gia các nhiệm vụ quan trọng, những sự kiện có thể sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong quãng đời binh nghiệp.
Tôi cũng thấy rất vinh dự khi đứng trên đội hình tri binh vinh dự phục vụ nghi lễ của quân khu. Bản thân tôi cũng thấy khó khăn nhất là động tác vòng xuống những phải chào, luyện tập vào những thời tiết nắng nóng. Bản thân tôi cũng cố gắng khắc phục, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Là đơn vị đặc thù, đơn vị có cách tuyển chọn đầu vào và huấn luyện đặc biệt. Việc huấn luyện sẽ được nâng dần từ dễ đến khó, từ những động tác nhỏ nhất trong điều lệnh như khuôn mặt tươi tỉnh, mắt nhìn thẳng, đến tư thế đứng giữ, vác súng, đứng trong đội hình và sẵn sàng xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được đảm nhiệm. Bên cạnh đó, khi có những sự kiện lớn, đội phải huấn luyện cường độ cao để có thể kết hợp với đội quân nhạc và nhiều đơn vị khác một cách chuẩn mực, ăn ý. Thì sau 3 tháng tân binh và 1 tháng huấn luyện chuyên ngành, thì để đảm bảo được thực hiện cái nhiệm vụ tiêu binh khắc khe, thì đơn vị chúng tôi đã rèn luyện đối với từng đồng chí chiến sĩ mới là cử động, cử chỉ theo từng động tác nhằm phục vụ cho tính thống nhất và tính kỷ luật của đội tiêu binh, đồng thời là huấn luyện và rèn luyện cho chiến sĩ có sức khỏe và tinh thần tốt để đảm bảo được đứng nghiêm trong vài giờ. Trong quá trình tuyển chọn quân nhân nhập ngũ, đơn vị đã cử cán bộ về từng địa phương để tuyển chọn những đồng chí có trình độ, năng lực, ngoại hình để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Được đứng trong hàng ngũ của đội tiêu binh danh dự là niềm tự hào rất lớn đối với mỗi chiến sĩ. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ý thức được điều đó, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn vệ binh 8 luôn phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, với những gia đình sinh sống trên địa bàn hai xã biên giới Gia Rờ Vê và Gia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, thì cán bộ nhân viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 Quân khu 5 còn chính là những chuyên gia nông nghiệp giúp các hộ dân từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt. Từ đó vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng biên cương ngày càng khởi sắc ấm no. Cách đây vài năm, gia đình ông Hồ Văn Thành, thôn 6 xã Gia Rờ Vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thuộc diện hộ nghèo. Thực hiện chủ trương xóa hộ đói giảm hộ nghèo của quân khu 5, gia đình ông được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống trồng cây mít Thái trị giá trên 10 triệu đồng. Kể từ đó, gia đình ông đã có hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đến đây là thấy gia đình tôi quá khó khăn vậy đó. Và đất đai tôi đã có được đường ống rồi, máy bơm rồi, giếng khoan rồi. Nhưng mà lại là tôi thiếu vốn cây trồng. Thì nhờ Đoàn Kinh tế bao giờ phải đến đây để khảo sát, thấy gia đình của tôi khó khăn quá. Cho nên là Đoàn mới là hỗ trợ tôi là phần trồng cài nè, tiền giống nè, giống cái mít Thái siêu sớm này nè, rồi công lao động nè, rồi phân nè, giúp đỡ tôi trồng đây. Thiệt ra ở đây thì nhờ Đoàn giúp đỡ rất nhiều quá. Còn với chị Phạm Thị Thủy, do chưa áp dụng được kỹ thuật đúng, nên 1 hecta đất canh tác của chị hàng năm chỉ trồng được 1 vụ mùa cho năng suất thấp. Trước thực tế đó, cán bộ nhân viên Đoàn Kinh tế 737 đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ ngày công, đưa các giống hoa màu vào thí điểm trên diện tích đất của gia đình và nhân rộng ra diện tích lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Năm rồi thì 1 hecta là cho mình thu được là lời là được 70 triệu. Là có 2 héc là nhà nước cấp thêm héc mới là mình thu được 70 triệu. Những năm gần đây, vấn đề mà cấp ủy, chính quyền địa phương và đảng ủy, ban chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 luôn quan tâm chăn trở là làm thế nào để tìm ra mô hình sản xuất phù hợp trên địa bàn vùng biên giới Ea Súp. Và thực tế, đơn vị đã chủ động thí điểm một số mô hình kinh tế như nuôi vịt trời, thả cá nước ngọt, đồng thời thu hút kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế mới. Hiện đã có 5 doanh nghiệp trồng thực nghiệm các loại cây cacao, cao lương, khoai lang, sắn cao sản và chuối xuất khẩu trên diện tích gần 500 hecta. Bước đầu đạt được kết quả rất khả quan. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để nhiều hộ làm ăn hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi đã thông qua đảng ủy và cấp ủy chính quyền địa phương của hai xã là chúng tôi trực tiếp giảm nghèo,
bằng cách là chúng tôi làm trực tiếp với các hộ dân. Trong đó thì tập trung khảo sát cùng với địa phương, khảo sát các cái hộ dân là các hộ này là đặc biệt khó khăn. Thì như vậy là xác định họ nghèo vì cái gì, nguyên nhân tại sao họ nghèo. Sau đó là chúng tôi đưa ra các cái biện pháp để làm sao cho họ giảm nghèo bền vững trong cái thời gian tới. Đất nghèo cho quả ngọt, từ việc tìm ra cây trồng vật nuôi phù hợp cùng với sự đồng hành của bộ đội, đoàn kinh tế quốc phòng 737 và các nhà đầu tư mà đời sống vùng dự án khu kinh tế quốc phòng Ia Súp từng bước ổn định và phát triển để bà con thêm tin và yên tâm gắn bó với vùng biên. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.